miền đất phúc của ta, tình người bao la gắn bó thiết tha. Miền đất phúc của ta, ngỡ đã chia xa, tìm về trong câu ca. Yêu nhau qua bao nhiêu giông tố, yêu nhau cho tình đầy mong nhớ. Đã yêu ai, yêu một đời, mãi mãi thôi em hỡi. Yêu gốm xứ quê nhà, đất phúc sinh rồi niềm tin tương lai. Ơi miền đất phúc, thắm tình quê hương, vẫn hoài nhớ thương trong ta. Ơi miền đất phúc, thắm tình quê hương, vẫn hoài nhớ thương. Thắm tình quê hương, vẫn hoài nhớ thương trong ta. Mày tính sao bây giờ? Tính gì mà tính, em có sắp xếp gì trong chuyện này đâu. Bây giờ chỉ biết ngồi đây chịu trận, chờ coi tin tức của anh Lợi ra sao. Ngọc, tao nghe người ta nói thằng Lợi chồng của mày. Dạ. Sao mày đã tham gia công tác, đã học tập chủ trương đường lối, mà sao mày không biết khuyên nhủ chồng? Người dân sẽ nghĩ sao đây? Chị ba đừng nóng. Lúc này chuyện đó cũng không phải là trường hợp cá biệt. Dân cũng không nghĩ con Ngọc xấu đâu. Vậy thì ai xấu? Trời ơi, mọi người bỏ đi nườm nượp, mỗi ngày lại thấy làng xóm vắng đi, để mất dần như vậy, làm sao tôi cũng nóng lòng được. Tất nhiên là mình phải xuống từng nhà vận động tuyên truyền bà con không ra đi nữa. Nhưng cái chính là xã phải cởi mở thông thương để bà con dễ làm ăn. Sống được đàng hoàng nơi đây, ai nhọc công đi nơi khác làm gì cho cực. Có làm được đâu mà anh vẽ chi cho mất công. Anh cứ lặng lặng làm theo quy mô gia đình thì ai cấm được. Anh không thuê thợ ngoài, chỉ mấy người bà con trong xóm mình với nhau thôi. Làm ít để giữ lò, giữ nghề tổ thôi. Thời gian rồi tất cả mọi nhà mọi nghề đều đình đốn, nhà nước cũng không lo nổi cho dân, nên các chính sách cũng đã nới ra rồi, không cấm đoán gắt gao nữa, để mọi người tự lo được cuộc sống. Chính vì ít bán được nên mình phải làm cho đẹp để người ta chịu mua chén của mình. Bây giờ không ai để ý tới cái đẹp đâu anh. Thời buổi khó khăn, người ta chỉ cần ăn chắc mặc bền là được. Vậy anh làm ra cái chén dày như cái thau cho chắc ha. Cầm sao nổi. Thì để xuống đất, gục đầu chú miệng xuống ăn. Trời đất, anh làm như người ăn giống như... Đó là mâu thuẫn lúc này em à. Người ta muốn một đằng lại làm một nẻo, chứ có ai nghĩ rằng phải làm ra cái gì xấu, không phục vụ con người đâu. Lấy nhớt lên. 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 Nhanh mày. Ê, gì đó? Coi chừng bể. Đóng lại. Dạ thưa ông, xin kính biếu à. Kính biếu. Dạ. Xét. Mày đi đâu? Mày đi mà. Cháu hả? Mày xét tiếp. Dạ. 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 Dạ
Mày, mày giấu hả mày? Mày giấu hả mày? Nghe mấy người đi không thoát trở về, họ kể nghe kinh khủng lắm. Mình ở lại không có gì phải hối hận cả. Còn đi, 9 phần chết, 1 phần sống mà cũng mang tật anh à. Vợ con nói đúng đó. Với lại má mới lên thăm chỗ dượng mày học tập, ổng nói cũng nên hy vọng đó. Hy vọng nghe mơ hồ quá. Mà mình cần sống, cần ăn, cần những cái rất cụ thể. Gần 1 năm nay đâu có làm gì được. Bán vàng để dành đi mà ăn, nhưng vàng cũng mất giá, đâu có còn được bao nhiêu. Cứ tiếp tục như vậy, tới niềm hy vọng cũng chết luôn. Mình chưa tới số thì không thể chết được con à. Con không chịu thua số phận đâu. Từ mai con quyết định sẽ đi buôn lậu. Mình sẽ luồn lách trong dân, biết những mặt hàng nào người ta cần mình sẽ thu gom, nơi có mang về bán chỗ thiếu, đảm bảo sẽ sống má à. Đừng liều, buôn lậu thì cuối cùng rồi cũng sẽ bị bắt. Bây giờ mọi chuyện còn rối ren, nhưng tự mình cứ sống theo kỷ cương thì không sợ bị mắc tội gì. Không liều không được, mình phải sống trước đã. Trong sáng mà chết đói cũng là chết. Giả lại em cũng không dạy gì mà đi buôn lậu những gì bậy bạ đâu. Gạo, nước mắm, muối ở đây còn thiếu, nhưng chỗ làm ra lại không cho lưu thông. Mình chỉ có xoay sở tìm đường là sẽ sống được. Không được đâu em ơi, bị bắt không ai sinh ra được đâu. Những người bắt mình họ cũng có ông bà, cha mẹ, vợ con, họ cũng chịu chung hoàn cảnh như mình, cũng thiếu, cũng đói, họ cũng phải sống chứ. Càng cấm đoán lại càng tạo điều kiện cho tệ nạn thôi. Cũng như ngày trước á, khi dưỡng con là cảnh sát, hãy ông chính quyền cấm đoán cái gì á, là càng tạo điều kiện cho họ dơ dét ở đó nhiều nhất. Mà má vẫn dạy con, đối cho sạch, rách cho thơm mà má. Nhưng cuộc sống đâu có diễn ra như mình nghĩ mình muốn hả con? Khuya rồi còn kêu vợ con người ta đi đâu nữa. Mấy ổng kêu đi đâu là quyền của mấy ổng, mày đừng có thắc mắc, coi chừng bị bắn cả đám hết bây giờ đó. Cũng sống đây nè mày. Em ơi, em mấy ông làm gì vậy? Mấy ổng kêu nằm yên rồi mày im đi. Làm đi đâu quỷ? Ôi da, đừng có ép em, em đi theo mấy anh mà. Con vợ về nhà về giữ của tôi mà cũng bắt đi sao ta? Đồ khốn nạn. Này, em ơi, em ơi, em trời ơi, đừng ba. Sao kỳ vậy ta? Không nghe tiếng vợ tôi kêu cứu ta. Không lẽ Lợi ơi, giờ này anh đang ở đâu? Em hối hận quá. Giá mà em biết quên mình đi, quên nỗi đau của mình đi, để đón nhận tình cảm của anh, thì anh đâu phải ra đi. Bây giờ em muốn mang nỗi đau của anh, muốn trả cho anh món nợ nghĩa tình, mà làm sao em trả được anh? Giá mà Oh, my God.
Không, anh phải xa em thôi. Nhưng anh phải ra đi để em hiểu rằng anh đã phải đau khổ ra sao. Và để khi xa nhau, cho em hiểu rằng có thật em không cần gì anh, không thương gì anh không. Anh mong sẽ có ngày trở về. Cái giá phải trả để tới miền đất hứa nó đắt như vậy hay sao? Chồng của tôi đâu? Anh chạy theo chị. Chị nghe tiếng súng, không thấy anh về. Anh Tuấn! Anh Tuấn! Anh Tuấn! Anh Tuấn! Anh Tuấn! Ủa vợ tôi đâu? Vợ tôi chưa về hả? Đẹp quá. Bà con biết không? Hồi xưa ông chồng của tôi đẹp trai dễ sợ. Tình ơi, tóc hộp dài gì nè, kén búi của hành. Mà của anh ta bự vậy nè, chứ không phải của anh ta của mình nhỏ xíu vậy đâu. Tại tôi á, tôi khiếp ổng, tôi giật tóc ổng, giật rí mà cái đầu ổng trọc lóc vậy á. Thím ngủ, chuyện xưa lắm rồi, thím kể đi kể lại làm gì? Ai cũng buồn lắm, lu bu lắm, không ai nghe đâu. Buồn lắm, đừng kể nữa nghe. Người ta muốn nghe kể người ta, còn tao muốn nghe chuyện tình của tao mà tao không kể làm sao tao nghe được. Chú ngủ biết, thím vẫn thương chú. Ở dưới đó chú cũng được an ủi rồi. Ở dưới nào? Bộ mày biểu ổng ở dưới âm ti địa ngục hả? Không, ổng là người thuộc lòng nhiều chữ thánh hiền, không phải ở trọn chứ. Cỡ của ổng hả là phải làm tể tướng ở chốn thiên đình. Làm gì có cõi nào. Mình đang sống ở cõi này thì hãy sống ở cõi này cho thật tốt, khỏi ân hận là được. Thôi thím về nghỉ đi. Không, tao phải tự về tao ân hận chứ. Tao cản đường ổng, tao chê bai ổng tối ngày, tao làm cho ổng mất tự tin thôi chí trai. Chứ nếu không hả, ổng làm tể tướng ở cõi đời ô trọng đây rồi. Ông Từ Ngữ ơi, nếu mà ổng làm tể tướng hả, tôi hả là sẽ nâng khăn sửa túi cho ông. Tôi sẽ yêu chiều ông suốt ngày, suốt ngày luôn. Ông là ngủ rồi, ông nhớ ông á. Ông thường ngủ ơi, tôi thương ông quá, ông thường ngủ ơi. Đúng rồi, Ngọc đang mang thai của... của anh Lợi. Chắc chứ. Chị đừng có xúc phạm em. Em không phải là hạng đàn bà lẳng lơ trắc nết. Thế lại lần này, chắc chắn em không bị ai ngoài chồng em. Chú ba có biết chưa? Sao chú ba lại bỏ đi mà không nói gì cho thím biết? Tại mua lạnh lùng với anh. Ảnh buồn em, chứ đâu phải em không thương ảnh. Chị hiểu rồi, nhưng bây giờ phải làm sao đây? Lần mang thai này của thím cũng chỉ có một mình. À, có gia đình mình nữa, nhưng... em khổ quá. Liệu má có tin em không? Hả? Nó có thai,
Thằng Lợi đi rồi nó có thai với ai? Kiếm Ba có thai 2 tháng rồi, mà chú Ba mới đi có 1 tháng thôi má. Nếu nó biết con vợ nó có thai 1 tháng rồi thì nó đâu thể đang tâm bỏ vợ con nó như vậy được. Nó mong có đứa con của nó biết chừng nào, chứ thằng Nghĩa kia đâu phải dòng giống của nó. Thôi má đừng có đai nghiến chuyện cũ nữa. Chắc là thằng Lợi nó chưa biết, với lại mới 1 tháng chưa có dấu hiệu rõ ràng, thì ba cũng đâu có biết mà nói với nó. Nhưng rồi hàng xóm người ta dị nghị, thằng Lợi sau này có biết cũng bán tính bán nghi. Trời ơi, sao con khổ quá vậy hả Lợi? Anh Tuấn, ngồi đây, giữ nó lại nó càng phản ứng, càng bế tắc không chữa được đâu. Vợ tôi giờ này vẫn chưa về hả? Đi đâu mà lâu dữ vậy? Bao giờ bà muốn về thì bà về, ai bắt bà đâu. Cái gì? Mày muốn trả thù tao hả Lợi? Ma xui quỷ khiến làm sao chứ, năm tàn tháng hạn, cùng một lúc tôi mất tất cả. Chú ơi, cứ ở đây hoài như vậy chắc mình không sống nổi đâu chú. Nhưng làm sao tôi đi được chứ? Thằng Tuấn thì mới nằm xuống, vợ nó thì đau khổ điên khùng, bà này thì đi không nổi nữa. Cậu có trốn đi được thì đi một mình đi, ráng tìm được trại tị nạn nào của hội Hồng Thập Thượng Quốc tế báo tới cứu chúng tôi là tôi đội ơn cậu nhiều. Nhưng biết tìm ở đâu hả chú? Cứ nhắm hướng mặt trời lặn mà đi. Dạ, con đi nghe chú. Ê, Lợi, Lợi, đợi tao với. Mà thôi, chân mày khỏe mà chạy trước đi. Nhớ kêu họ tới rước tao lẹ lên nha mày. Rước mấy người này, ông có thể ở lại. Ê, sắp xong rồi, chút gì nhậu nghe mày. Nhậu hả? Ừ, vô đó được à. Làm không ra tiền, có nghe nhậu nhậu nhậu. Tôi nói không có nghe hả? Tối nay tôi đóng cửa nhốt ngoài đường, không có cho ngủ chung mà nghe. Cái bà này. Trời ơi, làm mới có nửa ngày á mà đã hết việc rồi, thợ làm sao sống? Thì nửa tháng mới bán được cái chén, bộ thêm tưởng chủ nó sống được hả? Thời buổi này làm gì có thằng nào làm chủ. Ở đây có thằng Phúc, thằng Sinh, cũng làm cu ly chết bỏ như tụi mình vậy thôi. Cái con này học đòi nhanh quá ha. Bây giờ ai cũng một lứa với mày hết hả? Những cái đứa ngu như mày á, chỉ học được cái bình đẳng hỗn láo. Ở đây có một mình tao với thím Diệp à, đáng tụi má mày. Mà mày tụi mình với ai vậy? Dạ dạ, con nói tụi mình á, ý là con nói con, thằng Hỷ với lại thằng Sồi. Trời trời, thằng Hỷ là chồng mày, thằng Sồi cũng là anh của mày, hơn mày cả chục tuổi. Thằng nào mày cũng kêu là thằng này thằng nọ hết hả? Thì thằng Sồi là anh. Còn chồng của con á, con muốn kêu gì con kêu chứ. Ở nhà hả, nó sợ con muốn chết luôn á. Hỷ. Gì em? Hết việc rồi, mày đưa tao đi. Cái gì? Con này. Giỡn chút vậy mà. Bạn bè cũ, vợ chồng mới, kêu chưa quen miệng. Anh đưa em về, đi chơi đi. Mình về hả? Dạ. Đi em. Đói nhăn răng ra mà không lo, chỉ lo chơi. Tụi trẻ vậy đó, chấp làm gì. Sao, chị có tin tức gì của con Lợi chưa? Thôi, buồn làm gì. Nó qua bên đó, giàu có mấy hồi, mình phải để cho một đứa đánh bạc với ông trời chứ. Biết làm sao được, trước tình cảnh bây giờ. Thôi đi thím, tôi không hề muốn đem con mình đi đánh bạc như vậy. Chỉ vì tôi bất lực, không giữ con được thôi. Tôi ham gì mà đánh bạc chứ. Chị làm gì mà nóng dữ vậy? Tôi đâu có nói gì mà không phải đâu. Chị không đánh bạc mà bỏ ra 10 mấy cây vàng để cho nó đi, cũng muốn gỡ lại mấy trăm cây tiền lời chứ gì. Ở bên đó đó. Thôi, tôi lại đi thím. Thím giữ mồm giữ miệng giùm tôi, chuyện gì cũng quang quang lên được vậy. Tôi muốn yên, ruột gan tôi đang nóng lên như lửa đốt, thím hiểu không? Tức quá. Cái miệng tụi nhỏ nhẹ dịu dàng vậy mà chị nói quăng quăng.
Ủa Ngọc, sao vậy? À, không sao, khó chịu. Lại có bầu à? Có chồng rồi mắc cỡ gì? À... Nhưng thằng Lợi nó trốn rồi mà. Ai mà có diễm phúc? Hay quá vậy ta. Mày! Bữa nay sao không ra lò? Tới chuyển nghề hả mày? Cái nghề của tụi mình nó ăn sâu vô trong người rồi. Chuyển sao nổi mà chuyển. Nhưng lúc này làm chén không thì thiếu thốn đủ đường. Tận dụng đất bỏ không, trồng thêm ít rau cho đỡ tốn tiền chợ. Bà xã tao lúc này cũng ra chợ, mua đầu này bán đầu kia. Hay mày kêu vợ mày đi theo, cũng kiếm được đó. Thôi đi, vợ tao mắc có con nhỏ, mà tao cũng không muốn bà xã tao phải lăn lộn chợ đời nhiều quá. Giờ phải chịu khó sống qua ngày. Lúc nào có cơ hội làm ăn đàng hoàng hãy dốc sức ra kiếm tiền. Nói kiếm sống thôi, chứ nói kiếm tiền rủi tới tay mấy ổng lại bị quy kết là còn mang đầu óc tư bản tư hữu thì mệt lắm đó. Mọi cái bây giờ vẫn phải mua bán bằng tiền, thì tất yếu đồng tiền vẫn có giá trị. Việc kiếm ra tiền cũng vẫn là động lực của sự phát triển, miễn là kiếm một cách đàng hoàng. Khó lắm mày ơi, cái gì cũng cấm cũng đoán, làm sao mà kiếm tiền chân chính được. Tao tin sẽ tới lúc người ta phải nghĩ khác. Chị Dương. Ngọc, đi họp. Dạ. Ê, nè, mày lại có hả? Dạ. Mày chết. Sao chết? Em có chồng mà. Chồng hả? Mày biết hôm nay họp về chuyện gì không? Kính gửi Ủy ban Nhân dân xã Tân Khánh, trong lúc mọi người ra sức thi đua rèn luyện phẩm chất đạo đức thì đồng chí Nguyễn Thị Ngọc, thơ ký ủy ban xã, lại chấp thuận cho chồng đi vượt biên với mục đích kiếm tìm vật chất cá nhân xa qua tư bản. Đồng thời, đồng chí Ngọc lại có mối quan hệ tình ái bất chính đến phải mang thai. Bày, ai viết đơn này? Đặt danh. Hèn hà, không đúng. Ai dám nói tôi chấp thuận cho chồng tôi đi vượt biên? Ai dám nói tôi có quan hệ tình ái bất chính? Ngọc, bình tĩnh. Đơn đặt danh không có giá trị pháp lý, nhưng... Nhưng dù sao nó cũng xúc phạm tới nhân cách của tôi. Báo cáo với tổ chức, đây là con của chồng tôi. Con của nó mà nó bỏ đi. Thì đây không phải là cái chợ, mà muốn nói gì thì nói. À, thì ra mày muốn xác nhận mày là kẻ đã viết ra những điều bị ổi đó phải không Thi? Bằng chứng đâu? Đó không phải là chữ của tôi. Mày đã coi lá đơn chưa mà biết đó không phải là chữ của mày? Mày cũng coi lại nhân cách của mày đi. Thằng cơ hội. Cơ hội à? Tôi sống thời nào phải theo tòa đó chứ. Tôi không phản bội tổ quốc, bỏ đất nước ra đi với chồng chị. Tôi không chữ quan, thử hỏi ai là người có nhân cách ở đây?
Đồng chí Thi không thể hàm hồ khi chưa biết rõ ràng cụ thể mọi chuyện. Đồng chí Ngọc, hãy bình tĩnh kể lại chi tiết. Xin lỗi, tôi không muốn làm phiền tổ chức bằng những chuyện cá nhân riêng tư. Nếu thấy tôi có điều làm tổ chức nghi ngại, tôi xin nghỉ công tác từ bây giờ. Ngọc, không cần phải như vậy. Ở đây không ai nghĩ em là người xấu đâu. Em không cho phép bất kỳ ai xúc phạm về chuyện riêng tư của em. Tự do vô kỷ luật, chưa có quyết định đủ việc mà đã. Hi, cậu mới là kẻ vô kỷ luật. Xin lỗi, tôi quên mất Ngọc là cháu của... Nói chuyện đó ở đây để cậu lấy lòng hay là để quy chụp tôi đây? Nhà mình đã chấp thuận cho thằng Lợi đi thì bây giờ phải có trách nhiệm cưu mang đứa con của nó. Chắc không? Má đừng có như vậy mà. Thời buổi này thật hư không biết đâu mà lường. Má. Thì thôi. Con nghĩ nhà mình lúc này phải là chỗ dựa cho thím ba, nếu không nó sẽ chết mất. Con nghe nói thím ba xin nghỉ việc ở xã rồi. Bây giờ không biết làm gì để nuôi hai đứa nhỏ nữa. Sao phải nghỉ? Có chỗ dựa, có cô gì ở đó mà. Sợ ai mà phải nghỉ? Người ta kiểm điểm vì nó có chồng phản quốc. Như vậy má cũng không thương nó nữa hả? Người ta nói vậy hả? Thì quá đáng. Tổ quốc là đất đai mình sinh ra, là mồ mả tổ tiên ông bà mình ở đó. Sao phản bội được? Nó ra đi chỉ vì nó khổ, khổ quá thôi. Tỉnh rồi hả? Ngồi dậy được không? Dậy đi. Ủa, cô là ai? Tôi đang ở đâu đây? Anh Thoát chết rồi, đang ở trại tị nạn NW9 á. Em là Thanh, mà ai không biết á, kêu em là Mập cũng không sao hết. Lúc mấy người lính Thái đưa anh về đây á, bàn chân anh hả rách bươm, có dấu hiệu nhiễm trùng. Nhân viên y tế trại phải tẩy rửa rồi xức thuốc, băng bó, thấy ớn. Em được nhờ để theo dõi, chăm sóc anh. Thấy chết thì bảo đem đi chôn chứ gì. Anh mê man 2 ngày. Có lúc em tự hỏi không biết có chết không, mà đến lúc mà thấy còn đi đái được, biết là sống. Cái gì? Ngủ mê mà còn đi? Đi đâu mà đi, ấy luôn ra quần. Kỳ vậy. Em phải thay cho anh tới 3 lần á, lên xin quần nhân viên hội hồng thập tử quốc tế. Mất cỡ muốn chết. Ta hỏi chứ làm gì mà thay dữ vậy. Em nói ở dưới đây có người đấm dài y như con nít vậy. Nè, đừng xúc phạm tôi nghe. Thì ý em nói là chăm sóc anh giống như chăm sóc con nít vậy thôi. Rồi, cảm ơn. Đi đi. Nè, cơm của trại đó. Nói nghe nè, phần của em á, em ăn kiêng để dành cho anh á.
ăn đi cho mau lớn. Cử thêm người qua tiếp em nè. Cần bao nhiêu người nữa cứ nói anh sẽ cho qua đây. Cảm ơn anh hai. Mày cứ yên tâm, có tao qua làm là mày khỏe re à. Là Minh Phúc còn đói, chắc làm với mày á không có ăn quá Ngọc ơi. Thím sợ thì thím cứ qua bên anh hai con đi. Mấy người nghe cái miệng nó bạc bẽo chưa. Tao biết vậy á, nhưng mà tao vẫn qua. Tức là tao chấp nhận làm không có ăn mà tao vẫn làm. Sao, làm gì đây bà chủ? Bữa nay con mới bắt đầu làm khuôn, xong rồi mới in chén. Ngày mai anh lấy thêm nguyên liệu mang màu, anh biểu tụi thợ mang qua cho thím một mớ. Dạ. Rồi, bên mày có mua gì á thì chia bên nó một ít. Nhớ ghi sổ nợ nghe. Thằng Lợi ở bển á sẽ gửi về trả. Toàn tiền đô không à, đừng có lo. Không, không, anh chia cho em là tốt rồi. Bao nhiêu em sẽ trả. Nếu thiếu anh cho em gối đầu, bán hết hàng em trả cho. Sao cũng được, em thích sòng phẳng thì sòng phẳng. À, chị hai có gửi cho thím mấy thang thuốc giữ thai nè. Em cảm ơn anh. Anh nói với chị hai, em cảm ơn chị nhiều. Ủa, lại đứa nữa hả mày? Dạ. Thằng Lợi đi, có biết không? Dạ, anh đi để kiếm tiền nuôi con đó thím. Ở nhà cực quá, sợ nuôi không nổi. Cái thằng, nó bỏ cho mày một mình lúc này bầu bì. Nuôi con mình ên mới cực đó. Cái số con nói vậy, con trách ai đâu thím. Rồi, 150 đồng. Hàng của mình bây giờ không đẹp bằng hàng của xứ quốc doanh. Mắc cỡ ghê á. Cắm hoài nguyên liệu mình đâu có nhập được thứ tốt như trước nữa. Còn người ta được ưu tiên mọi mặt. Nhưng họ sản xuất cũng không có nhiều. Mấy cái chén cái tô là đồ thông dụng, mà cũng phải bán cung cấp phân phối từng cái một. Thì mấy thứ đó cũng chỉ tới tay mấy ông cán bộ biên chế nhà nước. Mình cứ lo làm bán cho dân đen xài là được. Làm không hết khả năng tức thiệt. Mong cho mai mốt hàng thiệt nhiều, đẹp thiệt đẹp. Tất cả mọi người đều có tiền mua xài mới đã chứ. Một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực được. Hàng đã đẹp á thì phải bỏ nhiều công nhiều của vô mới làm được. Nên giá sẽ mắc. Mà mắc vậy á thì không thể nào bán cho tất cả mọi người được. Ờ ha. Ai nấy bây giờ cũng ngày càng nghèo đi. Có ai làm gì đâu mà giàu. Mà có làm thì cũng có ai cho làm. Cho nên mày đừng có mơ làm ra hàng tốt hàng đẹp làm gì. Tao sợ nghèo đều rồi tới ngày mạt giận. Chỉ cần gói cơm lá chuối, bóc bằng 5 đồng ngón tay, khỏi cần chén dĩa làm gì. Bậy mày. Chỉ khi người ta không biết hưởng thụ mới chấp nhận cái nghèo. Còn khi biết xung quanh có thứ đẹp hơn, tốt hơn, ngon hơn, thì người ta cũng sẽ làm cho có. Đã sinh ra làm người, dù là người cách mạng hay là không cách mạng, thì cũng mong cuộc sống cực lạc, chứ không ai muốn cực khổ. Ờ thì thôi, mơ thì cứ mơ, ước thì cứ ước. Còn biết tới lúc nào, ông cố nội tao có khi còn chưa dám đoán nữa. Nói chi tụi mình. Tao không muốn ngồi đó chờ nói suông đâu mày. Phần tao tao làm, tao đi theo ý muốn của tao. Người đi trước thường là kẻ phải hứng mũi tên làng đạn trước đó mày. Tao có đi chậm, theo sau người, tao khỏi sợ chết. Ai cũng sợ như mày thì đời này chừng nào mới khá được. Ủa,
thịt cá đâu ra vậy? Vậy cũng hỏi. Cá dưới sông, thịt ngoài đồng chứ đâu. Ờ thì cũng phải có người nuôi, người bắt, người thu gom, kẻ phân phối chứ. Tiêu chuẩn nhu yếu phẩm nhà mình đâu có được ăn ngon như vậy. Ăn cũng phải truy lai lịch nguồn gốc. Thôi ăn đi, không thì mất ngon. Mình là cán bộ, sống sao cũng phải đúng chế độ cho phép. Dân người ta làm sao thì mình vậy, mới không bị mang tiếng. Em không làm gì phi pháp đâu mà anh sợ. Được cơ quan phân phối cho nhà mình cái bình thủy, mà cái cũ nhà mình vẫn còn xài được, nên em đem ra chợ bán, cải thiện cho cha con anh một bữa. Chứ ăn rau dưa hoài em thấy tội quá. Anh ăn sao cũng được, miễn là no bụng. Lúc dư hòa bình thì sao? Khổ bằng mấy lần như vậy mà có sao đâu. Thằng Lập vẫn mạnh cùi cùi á. Hòa bình mà lại phải khổ vì chiến tranh á, thì ai mà chiến đấu làm gì ba ơi. Trời ngon quá, con mời ba má ăn cơm. Ăn đi con. Con ăn nói với ba như vậy rồi đó hả? Anh đừng có bắt bẻ con. Con nói đúng chứ sao. Ngày đó mình đổ xương đổ máu là để mong đất nước mình á sướng hơn đẹp hơn. Con người ta không ai chỉ sống bằng tinh thần được. Tới bây giờ vẫn bắt mọi người tiết kiệm kiềm chế, coi nhẹ nhu cầu vật chất. Thử hỏi, sản xuất ra để làm gì? Má vậy mà tiến bộ hơn ba rồi. Hơ, cái thằng này tự do bình đẳng quá trớn rồi. Thôi, anh ăn đi. Bây giờ cũng phải nghe quen những điều sốc ốc thì mới thấy xã hội ai nấy người ta cần gì. Tôi thật lòng mà nói với hai mẹ con bà, một mình nhà mình như vậy, tôi mắc cỡ tôi ăn không ngon thiệt. Tôi cảm giác như mình đang ăn vụng vậy. Vậy thì mình hiểu cho, con hiểu cho. Vật chất mà tra tấn tinh thần thì có điều không ổn rồi. Ngay cả ông Mark Angen là bậc thầy của chủ nghĩa xã hội cũng khẳng định vật chất quyết định ý thức mà ba. Vì nhu cầu phát triển của cái vật chất của xã hội mà mọi động lực tinh thần của con người phải được động viên để có ý thức tạo ra những sản phẩm vật chất đẹp hơn, tốt hơn, hữu ích hơn. Ngay cả những người nghèo khổ, thiếu thốn vì muốn có đời sống vật chất tốt hơn nên người ta phải có ý thức nghị lực lao động, phấn đấu để đạt được. Má cực khổ nuôi heo cho con ăn học cũng không uổng công. Anh đừng nghĩ chỉ có ý thức tinh thần diễn dông của các anh mà tạo ra của cải cho xã hội. Có thực mới vực được đạo chứ. Ngay cả ông bà tổ tiên cổ hủ của mình cũng đã thấy vậy, chứ không cần nhờ tới cái ông mắt ăn ghen dạy bảo mới biết. Vậy mà bây giờ các anh á làm toàn ngược lại. Hỏi làm sao đời sống vật chất dân mình không ngày càng kiệt quệ. Hai mẹ con của bà này kỳ cục, đâu phải một mình tôi làm ngược lại đâu mà trách. Nhưng nếu bà thấy đó là ngược thì cũng phải chủ động, phải báo động để người khác cũng quay lại đi thuận chiều. Đó mới là quy luật của sự phát triển. Vậy đi lãnh đồ kìa. Bà đem cái lãnh lời của bà đi lãnh cho được nhiều hơn tôi. Nè, ông định dùng tôi đi làm con chút thí hả? Tôi mà không dùng bà đó, bà cũng tự đi thí à? Tôi mà không thí thì làm sao ông sống được tới ngày hôm nay? Qua tận đây vô ương. Bà làm vậy là vì bà chứ đâu phải vì tôi. Tôi là quan chức của chế độ cũ, sớm muộn gì người ta cũng rước tôi đi à. Quan gì? Quan thái giám thì có. Ông làm gì nổi mà người ta phải rước ông đi. Trời ơi. Trời ơi. Ở trại tị nạn mà em đòi hỏi nhà ở cung vua vậy sao? Đòi hỏi gì đâu. Xin có cái mùng nằm ngủ thôi mà. Mũi quá trời mũi. Lỡ mang mầm bệnh sốt rét qua bên đó gây dịch, tội cho dân Mỹ không? Lo xa quá. Thân cô thế cô như em múc ngồi lại thỉ mới được đi. Không dám đâu. Người yêu của tôi qua bển trước rồi, đang lo giấy tờ thủ tục bảo lãnh tôi đó. Những mối tình tị nạn làm sao mà bền. Nè, anh làm nhiệm vụ anh đi. Bây giờ có giải quyết cho tôi không? Đêm nay ghé qua liều anh, sáng mai anh giải quyết liền. Dẹp. Thà để mua chích còn hơn để cái thằng nham nhở như anh chắc.
Tôi không có dư cái lưu thịt nào để dành cho anh đâu. Sao? anh hai, vui lòng ký cho em cái anh hai. Làm chưa? Lên da non rồi. Thảo ra ông thôi ngứa muốn chết à. Bực mình thiệt á. Tránh vỏ dừa, gặp vỏ dừa. Qua tới bên đây còn gặp mấy cái thằng lợi dụng chức quyền, gã gẫm mọi người đủ trò. Ở đâu mà ông lại con người? Mà người mình cũng ma lanh, đâu thua kém ai. Nói thông minh khôn khéo thì được, chứ đừng nói vậy. Tự gái dân tộc nổi lên đùng đùng nè. Ủa, mà nãy giờ thích nói ai vậy? Thằng Minh tiếp liệu chứ ai. Trời ơi, con cha này nó tiếng đây lâu rồi. Nhưng đang đói mà gặp cục thịt mỡ, dĩ nhiên là nó chảy nước miếng là phải rồi. Nè, coi chừng nghe. Mập á, mà có võ. Biết, bà là võ sĩ sumo vô địch mà đúng không? Tôi nhớ là hồi trước coi bà diễn trên TV. Bà cởi trần, đóng khố, ụt ịt đi lên võ đài, đúng không? ê, chân đau. Sợ chưa? Công nhận bà có võ thiệt á. Nhưng mà qua bên đó, đó bà chỉ lấy Mỹ đen thôi. Chứ Việt Kiều với da trắng, ai dám lấy bà? Thôi, không có giỡn nữa. Lo học tiếng Anh đi, qua bên đó còn biết mà xin ăn. Không có vụ đó đâu mà nghe. Thằng này không biết xin ai bao giờ. Làm tiền tự nuôi thân, rồi gửi tiền về cho vợ nuôi con nữa. Ủa, có vợ rồi hả? Bà có phong vấn đâu mà khai. My wife is Ngọc. Thôi, Ngọc ngà châu báu gì, ai thèm quan tâm. Qua tới bển là quên hết trơn hết trọi à. Không quên. Yêu dữ vậy sao bỏ điền mình. Buồn. Buồn tới chán mấy hồi. Đừng mơ, tôi không thích ăn thịt mỡ. Nè em, qua bên đó, người nằm mơ là em chứ không phải chị đâu. Không dễ gì kiếm được một nữ Việt Kiều có nhan sắc, phương phi, phốt pháp, phục phịch, phủng phỉnh, phúng phính như chị đâu rồi nha. Cho em thời gian suy nghĩ lại đó. Sắc. Mẹ mập cũng dễ thương ghê. Được, anh muốn làm gì thì làm đi. Anh yêu em Ngọc ơi. Không phí đâu lợi. Tình yêu của anh đã kết tinh trong em rồi. Phải chỉ có anh kề cận bên em lúc này. Yêu thương mưa nắng, xin chờ nhau tháng ngày. Tay trong tay nhau, theo vòng xoay xứ trắng. Dòng đời như con sóng, sao cứ lao đao. Tìm lại mùa xuân trong tình người. Tình yêu như trăng sao ta mãi. Dù nhiều phong ba ta vẫn yêu người, yêu em yêu sứ trắng, trắng trong tình yêu này, lòng hoài lòng có yêu nhau không? Yêu em yêu sứ trắng, nở hoa miền đất này,
lòng nhu lòng hãy yêu nhau đi. Tình yêu như trăng sao ta mãi.